Thưởng Tết, sếp tặng mỗi nhân viên một chiếc ô tô. Đến khi nhận được chìa khóa, tất cả trả lại vì lý do này. Được tin thưởng Tết, tất cả đồng nghiệp cũng như Nam đều vô cùng kinh ngạc. Làm công ty 5 năm, chưa bao giờ phải phàn nàn về chế độ lương thưởng. Nhưng năm nay đối với mỗi nhân viên như anh càng rộn ràng hơn khi nhận được thông báo thưởng Tết của mỗi người là một chiếc ô tô. Đối với lĩnh vực bất động sản của Nam thì năm nay có thể nói là một năm cực kỳ phát đạt. Ban đầu mọi người cũng băn khoăn về phần thưởng này, không biết có thật hay không, nhưng hàng chục chiếc xe lần lượt được đưa vào công ty khiến người ta phải tin nó là sự thật. Thế nhưng, đời đúng không phải là mơ, Nam cùng đồng nghiệp chưa kịp vui mừng khi biết được sự thật. Chiếc xe được sếp dành tặng cho mọi người là có thật, nhưng công ty có quy định rằng họ chỉ là người cầm chìa khóa. Trên thực tế, chiếc xe vẫn đứng tên công ty. Trong thời gian sử dụng, tất cả những hao mòn, tiền xăng đều bị trừ vào tiền lương của nhân viên. Nếu nhân viên nghỉ việc thì chiếc xe sẽ bị thu hồi lại cho công ty. Trường hợp mất xe sẽ bị trừ vào lương. Thế khác gì là xe đi mượn? Thôi tôi xin rút. Một nhân viên cùng phòng với Nam nói khi vừa đọc xong quyết định. Một chiếc xe đều có giá trị khá lớn và đối với mọi người đây không phải là phúc lợi mà chính là gánh nặng. Chính vì vậy Nam cũng như tất cả mọi người đều từ chối khi được giao chìa khóa xe. Tâm lý vui vẻ chưa được bao lâu đã trùng xuống vì quyết định không ngờ kia.